Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một lá thư được gửi từ Sài Gòn ký tên Sông Mây gửi tới đài BBC News tiếng Việt viết rằng dân khổ vì cách chống dịch Covid-19. Anh Chi kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Một tuần đã trôi qua kể từ khi Sài Gòn phong tỏa hoàn toàn theo chỉ thị 16. Sự quan tâm của người dân ở đô thị lớn nhất nước bây giờ chỉ luẩn quẩn loanh quanh cái giá bó hành, bó rau. Nhà nào mua được rau, nhà nào không mua được. Chỗ nào bán rau giá bình ổn như báo đài ra rã, rau tin. Bên cạnh đó, mọi người còn hỏi nhau chỗ nào bán bánh mì, không phải loại bánh mì kẹp mà lò bánh mì nào còn lén mở. Đêm kỳ lạ trước ngày phong tỏa. Nỗi khó chịu lớn nhất của người Sài Gòn hiện nay không phải là họ phải ngồi yên ở trong nhà mới là yêu nước theo khẩu hiệu, mà chính là cái sự lưu thông phân phối thực phẩm tươi sống và đồ ăn thức uống chế biến sẵn bị cắt đứt gần như hoàn toàn. Đêm 8 tháng 7, đó là buổi tối kỳ lạ nhất ở Sài Gòn sau gần 2 năm Covid-19 xuất hiện. Đợt giãn cách thứ tư ở Sài Gòn trở nên không bình thường khi buổi chiều chỉ trước giờ G tức là giờ phong tỏa toàn thành phố theo chỉ thị 16 có hiệu lực. Chưa tới 8 tiếng đồng hồ, các báo đồng loạt đưa tin việc dừng dịch vụ ăn uống mang đi. Có nghĩa là sau một tháng chỉ được bán mang đi, giờ nhà nước không còn cho phép như thế nữa. Toàn bộ các quán ăn nhà hàng phải đóng cửa, không được phép chế biến thức ăn bán cho bất kỳ ai. Trên đường trở về nhà lúc hơn 8 giờ tối ngày 8 tháng 7, tôi nhìn thấy trước một quán chay ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 3, có hai người phụ nữ khệ nệ mang những bọc to chứa rau củ ra khỏi nhà hàng chất lên xe gắn máy. Lên đóng cửa quán ăn nhà hàng, nói tránh là dừng dịch vụ ăn uống mang đi đi, đưa ra một cách vội vã trước giờ G khiến cho nhiều người kinh doanh dịch vụ này xoay sở không kịp với mớ hàng thực phẩm tồn trữ. Đi ngang mấy tiệm bán bánh mì, bán súp, bán mì, chỗ nào cũng đông người chờ để vét mua những gì còn lại. Chưa bao giờ người dân Sài Gòn nháo nhào vì lo tìm cách trữ thực phẩm như cái ngày 8 tháng 7. Họ gọi đêm 8 tháng 7 là đêm giao thừa và việc chen lấn trong các siêu thị mua thực phẩm dự trữ là đi chợ Tết, nhưng không có gì giống như vậy cả khi cảm giác lo lắng bao trùm. Hơn 9 giờ tối, tôi cũng kịp tha về tám ổ bánh mì không có nhân, một tô mì đặc biệt và dừng chân trước một quán bánh tráng nướng sáng đèn ở đầu một con hẻm để mua ba cái bánh tráng nướng, thứ mà tôi chưa bao giờ ăn. Và thật ngạc nhiên là để có ba cái bánh tráng nướng, tôi phải đợi gần cả tiếng đồng hồ cho dù chỉ đến sau một người khách mà thôi. Cái thứ bánh ăn chơi với cái giá 20.000 đồng được làm khá tỉ mẩn bởi hai cô gái, một trẻ, một trung niên họ thay phiên nhau nướng chiếc bánh trên bếp lửa than lần lượt trét topping lên bánh như trứng gà hành lá chà bông gà hay xúc xích cắt nhỏ rồi nhẹ nhàng xoay trở chiếc bánh trong khi chờ đợi tôi gọi một ly sữa cacao nóng và tìm chỗ ngồi khuất ngoài sân để tháo khẩu trang nhấm nháp thứ thức uống ưa thích tôi không dám trò chuyện với người bán như thói quen mọi lần thay vì cảm giác nhẹ nhõm trong những lúc một mình cà phê tôi chỉ thấy tâm trạng mình bồn chồn nặng trĩu vì không biết hai tuần tới sẽ ra sao tôi nhớ lại vẻ mặt ngẩn ngơ của em gái tối nay khi hỏi tôi thế là từ ngày mai mình không được mua bánh mì hay bún phở để ăn sáng nữa hai chị tôi nhớ lại vẻ biết ơn của cô tôi khi cô cảm ơn về mấy cái bánh mì không nhân mà tôi mang đến Sài gòn vốn bao la các hàng quán ăn uống ngày mai không còn điều đó nữa sẽ ra sao đây cái bánh trắng nướng tôi mua được lần đầu tiên hóa ra nó ngon vô cùng vị ngon của cái thứ mà mình biết sẽ không còn tìm thấy nữa vào ngày mai tôi nhớ lời hẹn của cô gái bán hàng sau dịch cô lại đến mua nhé tôi nhớ lời thang của họ quán mướn tiền thuê vẫn phải trả mà giờ không được phép bán nữa thì chỉ có nước ăn mì gói sống qua ngày thôi cô ơi khi rau quả trở thành hàng cấm. Hai ngày sau, khoảng chiều Chủ nhật, tôi ra ngoài để đi mua rau. Chưa bao giờ mà việc mua rau và bán rau lại lấm la lấm lét giống như mua hàng cấm như hiện nay. Đặt hàng trên mạng Bách Hóa Xanh thấy không có rau. Tôi đi ngang qua cửa hàng Bách Hóa Xanh, Mini Stop, Vinmart, Coop Mart, đều thấy hàng dài người đứng chờ để được vào. Nên thôi, ngán ngẩm, thử đi đến chợ Chợ đóng cửa, không gian chung quanh vắng đến lạnh. Nhìn kỹ thì vẫn thấy một hai nhà gần chợ thò ra tí rau nên mừng quá chạy lại. Người bán đã gói sẵn từng thứ, nói mua cái gì thì thấy ra cái đấy nhưng lại hối chị lấy nhanh 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 lên rồi đi đi cho. Không thôi công an họ thấy thì phạt chết tiền. Trả 200 ngàn đồng để nhận về ít rau ăn khoảng 2 ngày mà mừng còn hơn cái gì nữa. Vì đâu mà việc buôn bán rau củ ở Sài Gòn lại trở nên như cái việc bán hàng cấm như thế? Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ năm 10 tuổi tôi đã cầm tiền đi chợ cho cả nhà. Gần 50 năm đi chợ, ngay cả thời bao cấp khốn khổ cũng không có đến nỗi chẳng có lấy rau mà mua. Và nếu có thì phải mua trong cái sự sợ hãi giống như bây giờ vậy. Làm gì có chuyện đó. Giờ trên mạng thiên hạ đang khoe nhau nhà có rau. Nhà nào có nhiều rau, thậm chí có vườn trồng rau và gia vị là nhà đó giàu có Ôi chào một điều chưa từng có. Trên mạng, trên các trang treo bảng bán quần áo, bán áo dài mây sẵn, giờ cũng rau bán rau. Giá đắt hơn bình thường là chuyện có thể hiểu được vì hệ thống phân phối rau ở ba chợ đầu mối và hơn 200 chợ truyền thống đã bị cắt đứt. Chính quyền giao quyền phân phối thực phẩm vào các supermarket, tức là những cái siêu thị lớn nhỏ. Tối ngày 16 tháng 7, tức là 7 ngày sau đó, thay vì mở cửa chợ có kiểm soát, chính quyền lại đẩy thực phẩm vào các cửa hàng như Con Cưng chuyên đồ dùng cho trẻ em và Guardian chuyên hàng hóa mỹ phẩm cho phụ nữ. Trời đất ơi, thật tôi không hiểu nổi. Một phần sợ vào siêu thị bị lây nhiễm, phần khác tôi chỉ muốn ủng hộ những cá nhân buôn bán nhỏ lẻ nên nhà hết sữa hay bao rác, tôi đến tiệm tạp hóa gần nhà và đi vào những con hẻm nhỏ vắng vẻ để tìm nơi bán rau. Hóa ra, tiệm tạp hóa chả thiếu thứ gì và còn rẻ hơn siêu thị. Còn rau có thể tìm ở tiệm bán hoa, tiệm bán nước trái cây, quán ăn, vân vân. Dân Sài Gòn không đợi mọc rêu nơi xó nhà mà ai có nguồn cung thì bán thôi. Bánh mì cũng là cái thứ dân Sài Gòn thèm mà không có để mua đây chiều nay một người bạn tôi đã kịp làm cả chục ổ và liều đem vài ổ đến nhà một người bạn trong nhóm tôi cũng may mắn được người cháu cho một túi bánh mì đông lạnh khi nào ăn thì nướng lại tôi nghĩ mình nên tập làm bánh mì nếu không có vườn trồng rau thì phải tập làm bánh mì vậy Sức sống của người Sài Gòn tạm thời ngủ yên trong hai tuần, rồi sẽ lại hồi sinh để cổng chi phí dùm cho các tỉnh thành khác. Số phận của Sài Gòn là như thế, tự mình phải vượt qua cơn đau để tiếp tục làm anh hai dẫn đầu chỉ tiêu nộp ngân sách quốc gia. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.